Vâng, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình đưa các bạn đi tham quan một cây, một cái cây rất là nổi tiếng, có tên là ngai vàng đất Việt. Vâng, từ thành phố Hà Nội đi về làng Phúc Hậu này cỡ khoảng độ tầm 30 cây số. Bây giờ chúng ta cùng tiến vào khu vườn đó. Vâng, và bây giờ chúng ta đã đến nơi. Chúng ta sẽ đến với cả một tác phẩm ngai vàng đất Việt. Tác phẩm này khá nổi tiếng, cũng rất nhiều người biết đến tác phẩm này rồi. Ngày hôm nay hai anh em làm đội xuống như này thì muốn quay tác phẩm này để các bạn cùng chiêm ngưỡng tác phẩm ngai vàng đất vườn của Lê Nam, nhà vườn Lê Nam. Vâng, tác phẩm thì cực kỳ già rồi. Chưa bao giờ trong đi chơi đâu ạ. Trong một cái chậu cổ. Tác phẩm này chưa từng tham gia triển lãm. Nên là ngày hôm nay mình muốn quay chi tiết tác phẩm này để muốn truyền tải những hình ảnh một tác phẩm đẹp đến với các bạn. Cực kỳ già. Vâng, mình đang đứng ở phía sau tác phẩm. Bộ đế họ làm rất là kỹ. Và đặc biệt là cây này cực kỳ già rồi. Các bạn nhìn cái độ chùn của tác phẩm này. Chùn hết rồi. Bông tán thì họ làm vô cùng uốn lượn và tất cả đều liền xẹo hết rồi. Quăng từ xa các bạn có thể hình dung. Tác phẩm này thì mình áng chừng chưa nào. Mình áng chừng cỡ khoảng 1 mét thôi. Chiều ngang cỡ khoảng độ tầm hơn 2 mét. Một tác phẩm rất đẹp, cực kỳ già, chưa từng tham gia một cuộc triển lãm cây cảnh nghệ thuật nào. Tác phẩm này khá nổi tiếng, rất nhiều những người chơi cây trong làng cây phía Bắc đều biết đến tác phẩm này. Cây ba vai đấy. Vâng, nhân tiện có anh Minh Dưỡng, vâng, một chuyên gia về cây, anh có thể giải thích cho mọi người hiểu thêm về tác phẩm cổ này ạ. Vâng, xin mời anh. Xin phép Lê Nam, hôm nay nhân tiện có anh Hưng về đây quay một cái video về cây ngai vàng. Thực ra là cây ngai vàng này là của Lê Nam làm từ khi còn phôi hơn 10 năm nay rồi. Đến bây giờ thì tác phẩm gần được hoàn thiện. Và các bạn nhìn thấy đấy, tác phẩm theo cái dáng ba vai đặc trưng và điển hình của một cây ba vai. Được anh Nam chăm chút và tạo tác đến ngày hôm nay. Thực tế là một cái cây ba vai và một cây xanh cổ kỳ mỹ như thế này quả thực là rất là hiếm. Mà trong làng cây anh em về cơ bản là anh em nào trong làng cây chơi cây xanh đều biết đến cây này, dù cây này chưa được bao giờ đi triển lãm lần nào, vì cây này cũng chưa phải là hoàn thiện hẳn, nhưng chưa hoàn thiện tên tuổi của cây này đã nổi danh nhất là các anh em chơi cây phía Bắc. Và chúng ta sẽ nhìn những đường thân bệ và tay cành cũng như bông tán tay mà anh Nam Lê đã tâm huyết về cái cây này hơn 10 năm nay. Một tác phẩm tuyệt vời. Vâng, cây này về giá trị thì vô cùng là cao, tại vì nó hội tụ rất nhiều những yếu tố để tạo nên một cây bonsai đạt tiêu chuẩn. Và khi cây này được xuất hiện ở triển lãm thì rất là có lẽ là sẽ nổi bật bất kể ở triển lãm nào, và cũng sẽ trình làng một làng cây, trình làng ở làng cây một tác phẩm phải nói là
quá quý, cực cực quý của làng cây. Một tác phẩm điển hình của Ba Vai. Mong vào đây là tổng thể của tác phẩm. Cái này cao khoảng dưới 1m2 và bề ngang nó khoảng vào khoảng 1m8 đổ lại. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.